Thưa quý vị, nhận thấy những khó khăn trong vấn đề đi lại của người khuyết tật và người cao tuổi, thầy và trò trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thực hiện dự án tái chế lại những chiếc xe lăn cũ để trao đến những ai có nhu cầu. Với thế mạnh đào tạo nghề trong lĩnh vực cơ khí, điện máy, trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đã triển khai dự án cộng đồng xe lăn yêu thương, thu về những chiếc xe lăn cũ đã bị hư hoặc không còn sử dụng để sửa chữa làm mới, từ đó trao tặng đến những người khuyết tật, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện để phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày. Thì nhận thấy rằng trong thời gian vừa qua, một số người mà khiếm khuyết cũng như là người khuyết tật họ khó đi lại bằng đôi chân của mình. Chính vì với cái mong muốn là giúp đỡ cho người này có thể đi lại được, thì trong công tác đoàn cũng như là phòng công tác tập sinh viên phối hợp thực hiện cái chương trình đó là chiếc xe lăn yêu thương. Trong quá trình thực hiện dự án, các thành viên gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vật tư thay thế. Vì vậy, các bạn sinh viên đã chủ động mày mò, tự chế tạo những sản phẩm phù hợp, tận dụng tất cả các bộ phận từ những chiếc xe lăn cũ để sử dụng lại. Bên cạnh việc sửa chữa và làm mới, dự án còn tìm hiểu nhu cầu của người sử dụng và cải tiến chiếc xe cho phù hợp với đặc điểm người dùng. Rồi, khi em tham gia dự án lần này, em rất vui và tự hào vì lỡ lùm chiếc xe này hỗ trợ cho những người khuyết tật. Chị Ngô Thị Thu Hồng là một trong những vị khách đầu tiên tìm đến dự án để nhờ sửa chữa chiếc xe của mình. Bị khuyết tật ở chân, gần đây chị còn bị bỏng nặng nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi liên hệ với các thành viên của dự án, chỉ vài ngày sau các bạn đã đến lấy xe và sửa giúp chị. Từ ngày có xe mới, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày với chị cũng dễ dàng hơn. Nói chung cái dự án này lần đầu tiên nó có là chị thấy rất là hữu ích, tại vì người khuyết tật thì trên thành phố mình rất là nhiều, mà cái người cũng xe lăn bị hư cũng rất là nhiều, nhưng mà không hiện giờ không có cái chỗ nào để sửa xe lăn hết á. Thông qua dự án xe lăn yêu thương, thầy trò trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng mong muốn tạo thêm đôi chân vững vàng cho người khuyết tật hoặc những người già đi lại khó khăn, qua đó góp phần mang lại niềm vui và lan tỏa tình yêu thương đến với tất cả mọi người.